Xin chào các bạn nha. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chụp màn hình máy tính. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành hướng dẫn cho các bạn luôn. Bước đầu tiên á, thì các bạn bấm vào phím Shift Windows X. Các bạn bấm giữ vào phím Shift Windows, sau đó các bạn bấm vào phím X nha. Đó, thì khi các bạn bấm vào thì nó xuất hiện cái mục đây. Các bạn để vào cái mục chụp ảnh màn hình Snip đây nha. Rồi sau đó các bạn để chuột ở góc trên bên trái màn hình này, các bạn bấm giữ vào chuột trái, rồi các bạn quét chọn ở trên màn hình. Mình sẽ quét toàn màn hình luôn nha, mình muốn chụp toàn màn hình thì mình sẽ quét toàn màn hình luôn. Rồi sau đó các bạn thả ra, thì khi các bạn thả ra thì nó đã chụp màn hình rồi. Thì khi các bạn chụp màn hình á, thì cái ảnh màn hình của mình nó sẽ ở trong cái phần đây. Các bạn bấm vào Edit PC này, sau đó các bạn bấm vào Gallery này nha. Đây chính là cái ảnh chụp màn hình của mình này. Các bạn có thể bấm vào để xem. Đó. Rồi bây giờ các bạn có thể gửi trên Facebook, Zalo. Rồi mình sẽ bấm vào cái mục đây. Rồi mình bấm vào cái mục Gallery. Rồi mình chọn cái ảnh mình vừa chụp màn hình đây. Rồi mình bấm vào Open. Đó, vậy là mình đã gửi cho Zalo của người bạn đây cái tấm ảnh màn hình của mình thành công nha. Vậy là vừa rồi mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn cách chụp màn hình máy tính. Video của mình cũng dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem. Bạn nào thấy video của mình hay và hữu ích thì cho mình một like và một đăng ký kênh nhé. Bye bye.